Ủa tớ chưa vô nè. Nam cổ bài này là kìa mây mây ngang đầu, kia núi núi lâu nhỏ, cùng em trên con đường đường bé xíu quanh cổ, băng qua những ngọn đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em. Nấu cho các em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Ăn thử những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm, vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ. Khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ, và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. Lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm rà. Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần, những gì mình có. Tụi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái bụng về chiều. Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều. Cho đi những nụ cười, những buồn phiền sẽ trôi rất xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Gấp đôi gấp ba. Em thấy bầu trời, em thấy núi đồi, mặt hồ trong veo, mong chân sẽ cứng và đã luôn mềm trên mỗi bước. Ai ba? Trong lòng một tiếng gà trưa, mong cho cây lá lên mầm, mong cho trời thuận gió hòa mưa. Dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan, và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình, xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy.